Liên quan đến việc binh biến tại Niger, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, thông báo sẽ họp thượng đỉnh về tình hình Niger trong tuần này, gần một ngày sau khi hết hạn chót tối hậu thư mà khối đưa ra. Thông cáo của ECOWAS hôm 7 tháng 8 nêu rõ, giới lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi sẽ xem xét và thảo luận tình hình chính trị cũng như những diễn biến gần đây tại Niger trong cuộc họp thượng đỉnh tại thủ đô Abuja của Nigeria ngày 10 tháng 8. Đây là lần đầu tiên ECOWAS lên tiếng kể từ khi kết thúc hạn chót tối hậu thư mà khối đưa ra với chính quyền quân sự Niger, trong đó yêu cầu trả quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum trước đêm 6 tháng 8. Theo nhiều chuyên gia khu vực, việc ECOWAS quyết định triệu tập cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 10 tháng 8 là nhằm tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao xử lý cuộc khủng hoảng Niger. Điều này đồng nghĩa với việc các quốc gia Tây Phi sẽ không phát động chiến dịch can thiệp quân sự vào Niger trước ngày 10 tháng 8. Trước đó, giới chức ECOWAS không bình luận về thông tin Niger đóng cửa không phận. Chỉ huy quân sự cấp cao giấu tên trong ECOWAS cùng ngày thừa nhận khối chưa sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger, nhưng họ sẽ tiếp tục gây áp lực với chính quyền quân sự ở nước này thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính. Khối còn đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Liên minh châu Phi để cấm vận thương mại với Niger. ECOWAS gồm 15 nước châu Phi là Cape Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone, Benin, Burkina Faso, Ghana, bờ biển Ngà, Niger, Nigeria và Togo. Tuy nhiên, Mali và Burkina Faso, hai nước hiện cũng do chính quyền quân sự lãnh đạo, đã bị ECOWAS đình chỉ tư cách thành viên sau các cuộc đảo chính. Được biết, phía Mali và Burkina Faso đã ra tuyên bố chung, coi mọi hành động can thiệp quân sự vào Niger là lời tuyên chiến với hai nước này. Về phía Mỹ, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đến Niger, gặp các lãnh đạo chính quyền quân sự, thừa nhận cuộc đối thoại rất khó khăn. Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thông báo đã đến thủ đô Niamey của Niger hôm 7 tháng 8 và gặp tướng Moussa Salau Bamou, một trong các lãnh đạo đảo chính và là người phụ trách Bộ Quốc phòng trong chính quyền quân sự Niger. Quan chức Mỹ đã đưa ra những biện pháp giúp phục hồi trật tự dân chủ tại Niger và cảnh báo hậu quả nếu lực lượng đảo chính không khôi phục chính quyền dân sự, nhưng không thuyết phục được các chỉ huy quân đội Niger. Cuộc gặp diễn ra trong vòng 2 giờ, quan chức Mỹ cũng đối thoại bên lề với tướng Bamou. Tuy nhiên, yêu cầu gặp Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và lãnh đạo chính quyền quân sự Abdelrahman Tiani do bà Nuland đưa ra đều không được chấp thuận. Những cuộc đối thoại diễn ra thẳng thắn và có những lúc rất khó khăn. Chúng tôi đang theo đuổi giải pháp có thể đạt được thông qua đàm phán. Không dễ để thuyết phục được họ. Chính quyền quân sự giữ quan điểm cứng rắn về tình hình, nhưng điều đó không phù hợp với hiến pháp Niger. Mọi chuyện rất khó khăn, tôi có thể nói thẳng như vậy, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói. Lực lượng cận vệ Tổng thống Niger ngày 26 tháng 7 tiến hành đảo chính, quản thúc Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum tại dinh thự. Tướng Abdelrahman Tiani chỉ huy lực lượng cận vệ, được chọn làm tân lãnh đạo chính quyền quân sự thay ông Bazoum. Đây là quốc gia thứ ba ở vùng Sahel dung chuyển vì đảo chính quân sự trong vòng 3 năm qua sau Mali và Burkina Faso. Mỹ lên án cuộc đảo chính Niger, yêu cầu chính quyền quân sự nhanh chóng thả ông Bazoum. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2 tháng 8 thông báo rút một phần nhân viên khỏi đại sứ quán ở thủ đô Niamey, đồng thời nâng cảnh báo đi lại với Niger lên cấp 4, mức cao nhất, yêu cầu công dân không đến nước này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.